Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Tử vi tuổi Canh Tuất năm 2023, nữ mạng sinh năm 1970, tuổi âm lịch 54 tuổi, mạng kim gặp mệnh kim là bình hòa, sao thủy diệu chiếu mệnh, hạn toán tận, thiên can tuổi Canh gặp năm Quý là bình hòa, tốt. Tổng quan tử vi tuổi Tuất sinh năm 1970, trong năm 2023 nữ mạng. Người nữ sinh năm 1970 Canh Tuất, cầm tinh con chó, có ngày sinh từ ngày 6 tháng 2 năm 1970 đến ngày 26 tháng 1 năm 1971. Với thiên can Canh, địa chi Tuất mang ý nghĩa là tự quan chi cậu, tức chó nhà chùa. Để biết được tử vi tuổi Canh Tuất trong năm 2023 nữ mạng sẽ đón nhận những cơ hội và thách thức nào, cần xem xét dựa trên nhiều yếu tố phong thủy như can chi, ngũ hành bản mệnh năm 1970, sao chiếu mệnh hay hạt tuổi. Nữ mạng tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 có ngũ hành bản mệnh thuộc mệnh kim, thoa xuyến kim, tức vàng trang sức, tương hợp với năm Quý Mão là bạch lạp kim. Bên cạnh đó, thiên can Canh gặp năm Quý là bình hòa. Xét về địa chi, Tuất với Mão nằm trong bộ địa chi nhị hợp. Vận trình trong năm này của người nữ tuổi Canh Tuất sẽ khá ổn định, không có nhiều sóng gió hay thăng trầm. Sao chiếu mệnh của nữ Canh Tuất trong năm 2023 là sao Thủy Diệu. Dự đoán năm Quý Mão 2023 sẽ là một năm vừa hung vừa cát đối với mệnh chủ. Nhìn chung, trong năm làm việc phải đối đầu với khó khăn, thử thách là điều không thể tránh khỏi. Song nếu đường số biết cách làm chủ cảm xúc và lý trí thì mọi việc sau cùng vẫn sẽ có kết quả tốt đẹp. Năm này, quý bạn cần đề phòng hạn toán tận khiến bản mệnh dễ hao tốn tiền bạc và tài sản. Làm gì cũng nên tính toán tỉ mỉ, tránh hùn hạp và đầu tư theo cảm tính đối với các dự án ngắn hạn có rủi ro cao. Đồng thời, cũng nên lưu ý đóng cửa cẩn thận, kiểm tra kỹ lưỡng đồ đạc và tài sản khi đi chơi, đề phòng trộm cắp. Luận giải tử vi năm 2023 tuổi Tuất trên các phương diện: công việc, sự nghiệp. Ở tuổi 54, nữ mạng sinh năm 1970 đa phần có vận trình công danh sự nghiệp ổn định. Bước sang năm Quý Mão, bản mệnh nên tập trung phát triển các công việc hiện tại. Tuy trong năm vẫn sẽ có cơ hội được đưa đến tay, nhưng về cơ bản thì vẫn là tự thân vận động là chính. Đương số làm gì cũng nên tính toán tỉ mỉ, việc nào có rủi ro cao thì tốt nhất là nên lược bỏ. Năm này nếu có ý định hợp tác, hùn hạp làm ăn thì nên đọc kỹ hợp đồng, lưu trữ các giấy tờ liên quan một cách kỹ lưỡng. Tài chính. Nhìn chung, phương diện tài chính trong năm tương đối ổn định, không dư cũng không thiếu. Tuy nhiên, năm này đương số vướng phải hạn toán tận nên cần đề phòng trộm cắp. Các vấn đề có thể dẫn đến hao tổn tiền bạc, chỉ cần mệnh chủ kỹ lưỡng hơn cho việc làm ăn, biết cách tích góp thì sau cùng sẽ được một khoản dư đáng kể. Tình duyên gia đạo. Bước sang tuổi 54, mệnh chủ hiểu rất rõ tầm quan trọng của gia đình. Họ rất biết cách khéo léo dàn xếp các mâu thuẫn, kết nối các thành viên. Vì lẽ đó, gia đạo của người nữ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm 2023 khá bình yên và êm ấm. Sức khỏe. Ở tuổi Ngũ Tuần, thể trạng của đương số có phần giảm sút là điều dễ hiểu. Chính vì thế, mệnh chủ không nên quá chủ quan đến sức khỏe của bản thân. Bạn mệnh nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và cân nhắc đến việc sử dụng các loại thực phẩm chức năng tốt cho xương khớp. Chăm chỉ đi bộ và thiền tịnh mỗi ngày để giúp nữ mạng cải thiện sức khỏe từ trong ra ngoài một cách hiệu quả. Xem giao hạn của tuổi Canh Tuất năm 2023. Sao chiếu mạng. Năm Quý Mão 2023, sao chiếu mệnh của tuổi Canh Tuất nữ mạng chính là sao Thủy Diệu. Phúc khí của sao Thủy Diệu kết hợp với mệnh kim của người nữ sinh năm 1970 sẽ giúp mang lại nhiều tài lộc cho đương số sau mỗi chuyến xuất hành đi xa làm ăn. Chỉ cần bạn mệnh cẩn trọng hơn cho mọi việc thì mưu sự lớn nhỏ trong năm đều có khả năng thành công như ý muốn. Hạn tuổi. Bước sang năm Quý Mão 2023, nữ mạng tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 gặp phải hạn toán tận. Mệnh chủ dễ hao tốn tiền bạc vì những chuyện không đáng. Tốt nhất trong năm này, đương số nên hạn chế mang theo quá nhiều tiền bạc và tài sản khi ra đường. Trong trường hợp có ý định hùn hạp làm ăn thì nên chọn người có uy tín, đã quen biết lâu từ trước để hợp tác. Tứ trụ. Thiên hao, địa sinh,
vận trình cuộc sống trong năm đôi lúc khó khăn, chuyển biến không như mong muốn. Song chỉ cần mệnh chủ giữ được một tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực thì mọi thứ vẫn sẽ được trải qua một cách êm đẹp. Vận niên. Vận niên của nữ canh tuất trong năm 2023 là kê giáp viên, tức gà về vườn. Năm 2023, cơ hội dành cho người nữ tuổi canh tuất tuy không nhiều, nhưng thay vào đó lại rất chất lượng. Nếu biết cách nắm bắt và có kế hoạch phát triển, khắc phục rủi ro, rõ ràng, thì sau cùng phương diện tài chính trong năm sẽ rất khởi sắc. Hóa giải sao hạn. Theo quan niệm tử vi, sao thủy diệu vừa là hung, vừa là cát. Nếu muốn gia tăng phần cát, giảm bớt vận khí xấu, thì quý bạn có thể cân nhắc đến việc cúng sao. Ngoài ra, tu tâm dưỡng tính, trao dồi phẩm hạnh cũng là cách giúp hóa giải sao hạn rất hiệu quả. Phong thủy may mắn tuổi canh tuất năm Quý Mão. Màu hợp tuổi. Theo quan niệm phong thủy, việc sử dụng màu sắc tương hợp, tương sinh trong khoảng thời gian sống và làm việc sẽ giúp vận khí của con người được cải thiện. Nếu quý bạn đang phân vân không biết mặc trang phục màu gì vào dịp đầu năm hay mua vật phẩm phong thủy có màu chủ đạo như thế nào, thì có thể ưu tiên lựa chọn các màu như trắng, xám, bạch kim hay vàng nhạt. Hướng xuất hành. Nữ mạng tuổi canh tuất sinh năm 1970 thuộc cung chấn, đồng tứ mệnh. Ngày đầu năm, khi xuất hành theo những hướng này thì mệnh chủ sẽ luôn luôn được thuận buồm xuôi gió, đó chính là nam, sinh khí, đông nam, diên niên, bắc, thiên y, đông, phục vị. Tuổi xông nhà. Theo quan niệm dân gian, nếu người xông nhà hợp tuổi với gia chủ sẽ giúp vận trình của gia chủ gặp nhiều điều thuận lợi, làm ăn tấn tới. Các tuổi xông nhà hợp với mệnh của nữ mạng sinh năm 1970 có thể kể đến như tuổi Canh Ngọ 1990, Mậu Thân 1968, Nhâm Tuất 1982, Kỷ Mão 1999. Diễn biến tử vi theo các tháng trong năm. Vận trình cuộc sống của người nữ sinh năm 1970 trong 12 tháng tới của năm 2023 được luận giải chi tiết như sau. Tháng 1, trong tháng đầu của năm Quý Mão, mọi phương diện đời sống của mệnh chủ đều phát triển theo hướng tích cực, nhất là về mặt tình cảm và gia đạo. Bạn mệnh ngập tràn hạnh phúc bên những người thân yêu vào dịp đầu năm. Tháng 2, vận trình công việc phát triển, kiếm thêm được nhiều khoản thu đáng kể, song phần thu nhiều, phần chi cũng không ít, đương số nên biết cách cân đối chi tiêu để phòng hờ cho những tình huống bất trắc. Tháng 3, sức khỏe trong tháng có dấu hiệu giảm sút, mệnh chủ nên dành thời gian để nghỉ ngơi, tốt nhất nên để trực tiếp bệnh viện để thăm khám. Tháng 4, vận trình công việc có chút bất lợi để dẫn đến hao tài một cách không đáng có. Nếu có ý định triển khai đầu tư kinh doanh thì nên vạch ra kế hoạch rõ ràng, lựa chọn người quen có uy tín để hợp tác. Tháng 5, bạn mệnh trong tháng dễ ốm đau bệnh tật. Tuy nhiên, nhìn chung không quá nặng nề, chỉ cần bạn mệnh chịu khó ăn uống, ngủ nghỉ khoa học thì thể trạng sẽ rất nhanh được khôi phục. Tháng 6, công việc có dấu hiệu khởi sắc, nhiều cơ hội tài lộc được đưa đến tay. Đặc biệt tháng này mệnh chủ sẽ có thể đón nhận được tin vui mang đến từ người thân trong nhà. Tháng 7, phương diện tài chính có phần sụt giảm so với những tháng trước, song với tính cách có phần lo xa, đương số đã có cho mình một khoản dư đáng kể từ việc tích góp nên nhìn chung cũng không có quá nhiều trở ngại. Tháng 8, bạn mệnh nên cố gắng giữ bình tĩnh trong mọi việc, tránh để lời nói gió bay, gây mất hòa khí trong nhà. Tháng này, mệnh chủ cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng nếu có ý định mở rộng công việc làm ăn. Tháng 9, có thể nói đây là tháng tốt nhất trong năm đối với nữ tuổi canh tuất, sinh năm 1970. Mọi yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đang nghiêng hẳn về phía vận trình của mệnh chủ. Mưu cầu mọi sự trong tháng đều được như ý muốn. Tháng 10, đương số cần đề cao cảnh giác để phòng trộm cắp, tránh mang theo quá nhiều tài sản bên người khi đi đường, chú ý đóng cửa nẻo cẩn thận và nên nhờ người thân trong hộ nếu xuất hành đi xa. Tháng 11, mọi phương diện từ công việc, tài chính, sức khỏe, tình cảm đều tiến triển rất tốt đẹp, bạn mệnh liên tục đón nhận nhiều tin vui từ người thân và bạn bè. Tháng 12, đây là lúc bạn mệnh nên dành thời gian nghỉ ngơi và hưởng thụ thành quả từ những nỗ lực và cố gắng trong suốt một năm qua của chính mình. Ngoài tập thể dục vào buổi sáng, thì việc thiền tịnh cũng sẽ giúp gia chủ cải thiện sức khỏe, da dẻ rất hiệu quả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!